Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bồ thí ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu bồ thí ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tỷ giới và tự tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tỷ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tỷ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa.
Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nói những điều đó là tương thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì thiệt giới và tự ánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được. Vốn là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được. Huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của thiệt giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có thiệt giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Hết quyển thứ 162.